Các bạn nhé, hôm nay kênh tiếng Việt mua về mấy cái máy lọc nước Yeokem. Đây hàng này đấu giá rất là mới của hãng Pure Radiant X, mua đen là Pure Radiant X, nhiệt nội địa điện 100V. Con này nó điện nó khoảng 3,8A, con này công suất rất là lớn. Đây. Rất là đẹp, còn cả vòi với cái bộ phụ kiện. Đây là model Pelican X, con này là model cao cấp. Nó có những model là ES 3000, 3500 thì con này là Radian Pelican X. Nó vip hơn một tí. À. Con này thì nói lọc của nó là 30.000, 30.000 lít. Độ pH của nó thì nó lên đến từ 2,5 cho đến 11,5. Đó. Ba tấm điện cực, nhưng mà ba tấm điện cực của nó là rất là to, nó không như hãng khác, nó to, nó khoảng cao 25 cm. Đó, nó cao, nó to phải gấp đôi như hãng khác, tương đương với cái loại 6 tấm của bọn kia, hoặc 9 tấm, 7 tấm, tương đương với loại 5-7 tấm, công suất rất là lớn nhé. Đây, chúng ta sẽ cùng khám phá cái con này. Đây, đây loại lọc này, đây là chỗ để muối. Rồi, màu đồng nhé, rất là đẹp, sạch sẽ. Nó gần 40, dày dặn, con này to, công suất lớn. Con này chuyên dùng cho bệnh viện nhé, y tế thì cho chuyên dùng các bệnh viện, nơi đông người. Công suất rất lớn, nỗi lọc lớn. Là chúng ta cùng khám phá. Đây cho các menu của nó này, hiển thị đây là giờ hiện tại này, 20 giờ. Tôi đang quay giờ thực là 20 giờ 40 phút này. 8 giờ 40 phút tối này. Đây, nó có các nút này. Nút này là nút chuyển đổi chế độ, đây. Đây là chế độ kiềm và không kiềm. Đấy. Thì đây là mình đây, ấn nút này nó đang màu xanh này, thì nó ở chế độ kiềm. Đấy, tức là mình sẽ được sử dụng nước yêu kiềm. Thì còn ấn sang đây thì là nước trung tính. Cái nước này nó chỉ có cho vào nói lọc cái là nó ra luôn, chứ nó không điện phân. Đấy, trung tính. Nước vào như nào thì độ pH nó ra như thế, nó không điện phân. Đấy. Ấn sang cái thì nó chuyển về nước độ pH. Đây, pH đây thì mức nhỏ, mức cao và mức rất cao. Mức này là mức 10 chấm để rửa rau này. Còn mức này là mức 9 chấm, mức này là mức 9.5, mức này là mức 10 chấm. Đấy, à mức. Còn nút này là nút hẹn giờ. Đây là hẹn giờ tắt. Đấy, dí lâu cái ví dụ là 1 giờ tắt. À, mình không hẹn thì mình phải yếu đi. Nút này là nút lấy axit nhẹ. Đấy, ấn nút này là lấy axit, lấy nước axit. Xoay vòi lấy nước axit. Muốn tắt nó đi mình ấn lại. Rồi. Còn cái nút này là nó nước axit mạnh nên lúc nào nó nói lọc. Đây nó ghi dịch ra đó là axit mạnh. Đấy. Tức là vệ sinh nói lọc. Còn trong đây của nó thì menu mình mở nó ra. Trong đây thì cái này nó là chỉnh cái âm lượng. Đây, ví dụ như là tôi sẽ mở. Đấy, tôi sẽ mở các bạn thấy tiếng con gà gáy. Đây mình chỉnh âm lượng mình thấy rõ. Đấy,
ba âm lượng, ba mức. Rồi, tôi sẽ tắt. Còn đây là cái nút cài đặt khác. À, ví dụ như cài đặt giờ giấc này. Đấy. Cài đặt phút này. Bây giờ hiện tại là các nút A on thì cái nút này là cài đặt. Nó thiên về kỹ thuật thì mình cũng không hiểu sâu cái chỗ này. Chúng là chúng tốt là chúng ta cũng không đụng vào. Đấy. Chầm nó con được con à. Thì hai cái chỗ này thì mình cũng chưa hiểu sâu. Đây còn cái số pH này thì có nghĩa là mình sẽ chỉnh ở cái mức mức đầu tiên của nó là pH bằng 9 thì mình có thể chỉnh nó 8.58 tùy mình uống được. Đây nó tương đương với cái mức đây mức đầu tiên này. Đây, hiện nay nó đang nút mình sẽ chỉnh cho nó đấy tối đa là 9. Còn mức thứ hai là 9.5 nó tương đương với cái thứ hai này. Cái 9.5 mình muốn chỉnh thấp nó xuống thì mình ấn nút up ấn down này sẽ thấp. Ví dụ này mình nút 2 mình chỉ cho 9.4 thôi. 9.2 thôi đấy ví dụ thế. Thôi mình vẫn để 9.5. Đấy. Mức lao là 1.0 này là mình chưa hiểu nó chữ low này. Là o này. Rồi, rồi lại trở về mức điện tử. Còn cái này là mức nó đo ORB đấy. Ví dụ như mình sẽ mở cái vòi nước này nó đo ORB và đo pH đấy, ấn này thì nó bê đo pH này ấn tiếp nó ORB này. ORB là chỉ số oxy hóa. Đây ví dụ này mình đang ở mức mức nhỏ đây nó đang mức chỉ số oxy hóa được 100 để mình tăng cái mức này đấy. Mức thứ hai mức thứ ba là mức nước 10 chấm nó tương đương ORB 6-70 đây mình mức chuyển cái độ pH này tương đương mức 9.9 coi 10 chấm đi thì nó tương đương với chỉ số chống oxy chỉ số oxy hóa là -6.70 và nếu ở mức 1 mức kiểm bằng 9 thì chỉ số oxy hóa của nó là -100 -200 thực tế nó được nhiều hơn đấy. Mình đo máy thì nhiều hơn 1670 cứ để nước nó chảy nhá. Tiếp lấy cái nút tiếp theo đây nó sẽ cho biết tốc độ dòng chảy này nó đo đang tốc độ dòng chảy 2.5 lít trên phút đây. Mình có thể chỉnh lên chỉnh xuống cho này cho 2.5 là cũng tương đối to đã cho về 2.2 thì nó điện phân tốt hơn. Đây là những tỉnh 3.1 đó thì mức nhỏ nữa đi thì có thể cho nhỏ nữa đó 1.8 1.7 đấy cho cái tầm này thì có được phân rất là tốt. Đấy, đây là chỉ số đó. Đây, 4.5A. Đấy, nó chỉ có cho phải dòng điện luôn, 4.5A. Đấy, âm đang âm, ORP đang âm 760 này, đấy, rất là ác luôn. Đấy, 1.8 lít thấy chưa? 1.8 lít mà ở chế độ kiềm người này. Nó lên rất là cao. Đây, mình ở chế độ. Đây. Bạn sẽ đo thực đây là thực tế nhé 1.8 lít này đấy là 0.9A này 100 đấy 0.9A thôi 0.9A đó mấy chục watt thôi con này điện cũng tương đối ác đấy sao đo rồi đây 100 thì nó chưa được chuẩn đâu cái ORP là 100 mình đo thử nó hơn đấy đó còn cái nút dưới là nút này đi xét thôi. Rồi. Không thấy nha, tắt đi. Rồi. Nút này nó reset lại chế độ ban đầu.
mình không đụng đấy. Đó. Con này bên trong thì thực ra mình cũng chẳng ngó vào được cái gì. Nó cũng cài đặt một lần nữa, lần sau rồi đi mình không đụng gì cả. Đó. Con lọc con này 30.000 lít nhé. Đây. Đây mình sẽ lấy cái máy đo, mình sẽ đo cho các bạn xem. Cái chỉ số ORB. Cho nó rất là nhỏ, nó có tương đương, thấy chưa? Nó đang báo là 730, đấy, 780 đó, thấy chưa? Mình cho nó rất là nhỏ để nó báo lên, 790 này, 800 này, để mình đo nhá, 790, đây mình sẽ lấy nước. Cái này thì đầu vào của mình nó đang là chưa được 7 chấm đâu, đầu vào của đường nước nhà mình nó đang có 6.7 đấy. Nó dưới tiêu chuẩn, còn đúng ra nó phải tầm 7.2 thì nó điện phân rất là tốt. Mình sẽ tắt đi. Đây nó đang báo 7 âm 790 máy nó báo nhá. Mình sẽ đo. Mình sẽ đo bằng cái mút của mình. Mình sẽ đo bằng mút của mình. Mút này là mút Trung Quốc thôi, nó cũng số sai số nó cũng ngay thôi, mình tạm chấp nhận đi. Đấy, 770. Hôm nay nó báo là 70 nhỉ? 790 nhỉ? Đấy. Thì cái bút này nó... Nhưng mà nước thì nó vừa ấy xong rồi, nước nó vừa qua thì là cái độ độ đây, nó lên đến 730 này, đấy lên đo bằng máy này. Đấy. Đây là độ pH này, đấy. Các bạn thấy không? Độ pH nó lên đến 10 chấm, đúng chuẩn chưa? Đó. Đấy, nếu mà các bạn để độ 10.8 thì nó lên chuẩn luôn. Đây, độ pH 10 chấm rồi. Thấy không? Con này rất là chuẩn luôn. Đấy, còn chỉ số ấy này. Hydro này. Hydro nó 1.474 kìa. Đấy. Đó, 740 này, âm 740 này, còn trên máy nó ghi là 7.90, âm 7.90. Đấy, bởi vì nó vừa ra đây thì nó cũng bị bay mất rồi. Mình để lâu thì nó sẽ bị kém đi một tí. Đó. Con này hơi khủng khiếp đấy. Con này thì khuyến cáo các bạn để khoảng tầm 1 lít 7, 1 lít 8 tốc độ dòng chảy đấy thì nó rất điện phân rất là chuẩn luôn. Còn theo bạn để 2.5 nó to quá thì điện phân nó sẽ hao đi mất 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 một ít, nó sẽ hao đi, nó còn nó bị hao mất cái độ pH đi, sẽ giảm xuống, các độ khác nó sẽ giảm xuống bởi vì tốc độ dòng chảy nó lớn quá nên điện phân chưa kịp. Nhưng mà đây là cái đầu vào của mình nó chưa đủ tiêu chuẩn đâu, đầu vào của mình mà nó tầm 7.2 pH 7.2, 7 chấm đến 7.2 thì nó sẽ điện phân tốt hơn. Cái đầu vào của mình pH nó có 6.7, pH nước đầu vào của mình này, nó có 6.7, thành ra là nó điện phân nó chưa được chuẩn. Đấy. Các bạn cứ chỉnh nó về tầm lít 7 lít 8 là đẹp. Con này mình bán cả bộ nha, 8 triệu rưỡi. Cả bộ bao gồm đây. Con máy này, lõi lọc vẫn còn rất là nhiều nhá. Nó là con này nguyên bản nó 30.000 lít, còn rất là nhiều. Rồi, rồi một cái ba cấp lọc, một cái dây chuyên dụng, một cái vòi chuyên dụng của nó, và một cái bởi nguồn này mình dùng hẳn cái 2.000 nhé, 2.000 VA là tương đương với 1.550 W nhé. Đấy, để cho nó thoải mái rồi. Bao nhiêu phải bác 8,5 triệu bảo hành các bạn 15 nhé. Bạn nào mua cả bộ rồi mình bán quanh quanh mặt thành phố Bắc Ninh nhỉ. Còn nếu ai sơn nhà thì mình cái tầm được khoảng 50 triệu trở lên thì mình tặng luôn. Tặng không được cái này thì nhiều mới nhá. Lắp đặt cho các bạn hoàn chỉnh. Khuyến mãi luôn.
Nếu dùng sơn Japan One của Bách Hóa Hải Minh, cái kênh tiếng Việt thì mình tặng luôn cho bộ này. Đây là ống này, con này đẹp hơn này. À, giá đây, đây là hướng dẫn sử dụng. Đây, ngoài nó vẫn còn cả các bộ, vẫn còn cái chuyên dụng của nó này. Đây mình tháo cho nó phù hợp với Việt Nam mình. Vải rất là chuẩn nhá, không cần phải cũng không giò nước nhá. Mình đệm thêm một cái này. Đây, bởi vì cái vải này của nó thì nó hơi nhỏ nên mình sẽ đệm thêm một cái cao su chuyên dụng. Này. Đệm thêm một cái vào đây. Dùng ok luôn. Rồi, các bạn nào có nhu cầu liên hệ với số điện thoại 0934337337. Đấy, cái máy 8,5 triệu thì tương đương cái máy nó 7 triệu, ba cái này nó tầm 1,5 triệu rồi. Cái dây, cái lọc của cái vòi này nó tầm 1,5 triệu rồi. Đấy, thì tương đương với cái máy nó 7 triệu thôi. Các bạn nhu cầu liên hệ điện thoại 0934337337, dùng cái máy này về dùng ok luôn, còn lõi lọc còn mấy chục nghìn lít. Khi nào mà các bạn hết lõi lọc thì các bạn mua lõi lọc mới, nó tương đương với tầm độ 2,7 triệu, 2,6 triệu, 2,7 triệu, 30 nghìn lít, các bạn dùng tầm 5 năm, 6 năm, tự nhiên rất là rẻ. Lưu ý các bạn một số, còn một vài cái nước axit hay độ pH cao này, các bạn có thể là bạn nào mà đang uống rượu là phê phê, các bạn uống cái nước pH cao này nó giã rượu rồi. Hoặc là trước khi đi uống rượu các bạn làm một cốc to, các bạn đi uống rượu nó đỡ hơn rất nhiều, lâu say hơn rất nhiều, mà có say nó không vật vã, nó như là giã rượu ấy, bởi vì độ pH nó vào nó trung hòa, pH cao nó trung hòa cái axit trong dạ dày, độ pH của rượu nó chỉ có 4 đấy. Đây là mình chuyên rượu mình biết. Rồi, xin chào các bạn.